chưa hiểu bài rồi. Được, cảm ơn em. Để nhận được danh sách lớp của hai, danh sách của hai lớp ở đây, IK17B và IK17D. Lớp A và lớp C cũng tranh thủ gửi rồi. Như vậy đó là các cái các bạn vừa nêu ra một số cái thông số dược độc không cơ bản các em có nắm ở môn dược lý. Còn trong môn dược lâm sàng này thì mình sẽ nắm một cách sâu hơn, và có thể cách giải thích của thầy sẽ khác cho các em một góc nhìn khác hơn, hiểu nó, hiểu các thông số đó một cách khác hơn so với những gì mà các em được học. Nhiều cái mục tiêu của bài hôm nay đó là các em nêu được định nghĩa bốn thông số cơ bản, đó bao gồm là diện tích dưới đường cong, bao gồm là thể tích phân bổ, bao gồm là hệ số thân thải thuốc, và bao gồm là thời gian bản hủy. Đấy. Các em trình bày được cái cách tính bốn thông số cơ bản này, trình bày được cách tính bốn thông số cơ bản này. Thực ra mục tiêu này thì hơi lấn cấn, tại vì nó yêu cầu, nếu mà làm bài bản thì nó yêu cầu các em phải có thực hành. Phải có thực hành lát nữa tính, và nếu được ý nghĩa các thông số này trong điều trị. Như vậy mục tiêu số 1, mục tiêu số 3 là mục tiêu các em cần phải nắm chắc. Cái nội dung bài hôm nay mình đi qua bốn, cũng như cái mục tiêu đó, mình đi qua bốn cái thông số đó. Xong hiểu được bốn thông số thì hết bài. Đấy. Mình đi qua cái thông số đầu tiên đó là diện tích dưới đường cong. Nó viết tắt chữ tiếng Anh là AUC. Như vậy cái diện tích dưới đường cong như hồi nãy Đạt còn nói đó là, và cái bạn Châu Anh hồi nãy cũng có nêu, đó là nó biểu thị cái tượng trưng cái lượng thuốc vào được vòng tuần hoàn ở dạng con hoạt tính sau một khoảng thời gian tính. Đấy. Như vậy các em có thể thấy là cái đơn vị tính của nó chính là ở trên này. Đấy. Nó tùy thuộc vô cái chính là cái khái niệm luôn. Mình đọc cái khái niệm mình cũng có thể ra được về cơ bản cái đơn vị tính của nó. Các bạn vào học thì cố gắng tắt cái mic giúp cho thầy. Như vậy thì nếu như mà mình chấp nhận là tất cả các lượng thuốc vào tuần hoàn, vòng tuần hoàn chung đều ở dạng con hoạt tính, và các dạng đó nó đều phát huy tác dụng dược lý, thì cái tỷ số mà AUC đó, tỷ số diện tích dưới đường cong sẽ cho mình đánh giá cái chất lượng của cái dạng bào chế, đánh giá được chất lượng dạng bào chế. Như vậy trên này mọi người thấy là dạng bào chế thuốc đưa vào đường tĩnh mạch này, thuốc tiêm, thì cái diện tích dưới đường cong nó sẽ biểu diễn như này. Còn dạng đưa uống, các em có thể thấy đây đúng không, hai cái đường A và B này là hai thuốc được sử dụng theo đường uống, hai thuốc được sử dụng theo đường uống. Đấy. Như vậy cái cách tính cái diện tích dưới đường cong thì như nào, thì hồi nãy thầy mình nói là nó hơi lấn cấn, tức là vì nội dung trong cái nội dung chương trình yêu cầu của các em thì có nói. Tuy nhiên để làm được thì mình phải làm thực hành, nên cái này để sau, nếu như sau này cần thì sẽ dạy chen vào một bài nào đó giúp cho các em. Còn về ý nghĩa của cái diện tích dưới đường cong này, nó có ý nghĩa gì, nó có ý nghĩa gì? Sau này thầy cam đoan thì khi mà các em đi làm, đặc biệt là các bạn làm ở khoa hồi sức tích cực, thì kiểu gì các em cũng sẽ có các buổi sinh hoạt trong khoa, sẽ có các đàn anh ngồi trình bày cho các em diện tích dưới đường cong, đặc biệt là về kháng sinh. Như vậy cái này sẽ theo mọi người trong thời gian dài. Như vậy cái ý nghĩa của cái diện tích dưới đường cong là giúp cho mình tính được cái sinh khả dụng của thuốc, sinh khả dụng của thuốc. Như vậy sinh khả dụng của thuốc, sinh khả dụng của thuốc là gì, sinh khả dụng của thuốc là gì? Như vậy sinh khả dụng của thuốc chính là cái thông số biểu thị tỷ lệ thuốc vào được vòng tuần hoàn chung con hoạt tính, so với cái tổng lượng thuốc mà mình sai. Đấy. Và nó viết tắt là F, đơn vị là phần trăm. Lát nữa mình sẽ có bài tập để làm cho quen. Đó. Như vậy cái sinh khả dụng này mọi người hiểu nôm na đó là khi mà mình dùng thuốc với liều bao nhiêu đó, thì mình lấy cái dạng con hoạt tính vào được vòng tuần hoàn chung, vào được mẫu, vào được vòng tuần hoàn chung, mình chia cho tổng lượng thuốc mình sai.
à, thì nó ra cái sinh khả dụng. À, thuốc mà tốt thì sinh khả dụng cao, đúng không? Thuốc cũng là 500 mg paracetamol mà Tylenol, biệt dược thuốc gốc Tylenol thì nó 500 nó vào dạng có hoạt tính tới 400-450. À, như vậy đó là dấu hiệu của một thuốc tốt. À, còn nếu như 500 mà mình tính nó vào nó cũng được, nó còn khoảng 200 thuốc của Ấn Độ hoặc thuốc Việt Nam còn 200-250. Như vậy sinh khả dụng nó chưa tới 50%, đúng không? Mình chia ra là 200 người chia 500 cũng ra 50%. Như vậy sinh khả dụng mà dưới 50% thì nó khó có thể đạt được yêu cầu điều trị đấy. Nên một số bệnh nhân họ họ có điều kiện thì họ muốn xài thuốc thuốc của hãng tức là thuốc của top 10 hãng dược phẩm đấy, thì nó họ có lý do của họ. Và mình cũng đứng trên phương diện mà những người đứng trên phương diện là các cán bộ y tế thì mình cũng biết được là không phải thuốc nào cũng giống thuốc nào. Hàng người thì cefuroxim, người thì muốn xài Zinap, là thuốc hãng. Người thì bảo là thôi tôi xài cefuroxim của Ấn Độ được rồi, hàng của Ấn Độ được rồi. Thì đó là sự lựa chọn mỗi người tùy thuộc kinh tế, nhưng mà mình biết là nó khác chứ không phải là thuốc nào cũng giống thuốc nào. Rồi mình đi cái khái niệm tiếp theo, đó khái niệm về tương đương sinh học. Tương đương sinh học đấy, như vậy nếu như mà hai chế phẩm của cùng một hoạt chất cùng liều dùng, như vậy ví dụ cùng hoạt chất, ví dụ cùng là paracetamol, cùng liều dùng là 500, cùng đường đưa thuốc đó, cùng đường đưa thuốc ví dụ cùng là tính vào đường uống, còn tất nhiên đường uống thì mình không so với đường tiêm tính mật được đấy, thì gì thì hai thuốc đó được coi là tương đương sinh học khi mà ba cái đại lượng là gì. Đó là AUC, Tmax và Cmax này nó dao động ở mức độ cho phép, dao động mức độ cho phép. Như vậy cái AUC diện tích dưới đường cong thì các anh biết rồi, biểu thì là cái độ biến thiên của nồng độ thuốc theo thời gian đấy. Đó, diện tích dưới đường cong biểu diễn cái nồng biến thiên của nồng độ thuốc theo thời gian, trục tung là chỉ nồng độ và trục phần này là chỉ thời gian đấy. Còn cái Tmax chỉ là thời gian mà thuốc nó đạt được nồng độ cao nhất khi mà mình xài. Tương tự Cmax chỉ là nồng độ thuốc mà cao nhất. Đó, thì ba cái giá trị AUC, Tmax và Cmax này của hai thuốc mà nó tương đương nhau, tức là nó dao động trong khoảng là nó giống nhau, chia cho nhau thì nó ra khoảng 80-125%. Đó, thì hai thuốc gọi là tương đương sinh học. Tương đương sinh học là cái mà mình muốn nhắm tới khi mà mình có hai, mình so sánh hai thuốc với nhau đấy. Hai thuốc với nhau được coi là nó có khả năng cao, nó tương đương về điều trị nếu như nó có cái tương đương sinh học. Đó, nhưng mà trên lâm sàng thì thường thì mình chỉ quan tâm tới AUC thôi, AUC thì mình trên nồng độ thuốc theo thời gian thôi, cho mình còn hai đại lượng Tmax và Cmax đó thì không bắt buộc đấy. Mọi người biết là nó có cái khái niệm mà tương đương về điều trị nữa nhá. Đó, tức là tương đương về sinh học chứ chắc là tương đương về điều trị. Đó. Nhưng mà không có tương đương sinh học thì khó có thể nói là nó có tương đương về điều trị. Rồi, như vậy các em nhìn lên đây, các em cũng thấy cái diện tích dưới đường cong. Rồi, thầy nhìn được bảng điểm của hai lớp còn lại đó. Rồi các em nhìn lên, các em thấy cái biểu diễn cái diện tích dưới đường cong của ba chế phẩm ABC có cùng hoạt chất, cùng hàm lượng và sử dụng cái gì, sử dụng cái diện tích như này thì sử dụng theo đường gì đấy, đường uống ha. Nhớ là đường biểu diễn. Khi hôm nay mình nhìn biểu diễn thời gian nồng độ biến thiên nồng độ thuốc theo thời gian, nhìn vào mình biết thuốc đó sử dụng theo đường nào ha. Như này là thuốc sử dụng theo đường uống đấy. Đó, thuốc sử dụng theo đường tiêm thì đường biểu diễn nó như này này, đúng chưa? Vì ban đầu gì, thuốc sử dụng theo đường uống thì nó cần thời gian để nó đạt tới Cmax của nó, đạt tới nồng độ đỉnh của nó, đúng không? Nó cần một khoảng thời gian, vì nó phải vào hệ tiêu hóa, nó phải qua hấp thu ở các mạch máu ruột, rồi nó mới vào vòng, nó qua can, nó vào vòng tuần hoàn chung, thì lúc đó nồng độ nó mới lên từ từ nó đạt nồng độ đỉnh của nó. Còn đối với thuốc tiêm tĩnh mạch thì nó không cần phải qua mấy cái đó, nó thẳng vào máu. Như vậy tại thời điểm đầu tiên thì thuốc tiêm tĩnh mạch nồng độ nó cao nhất, sau này nó giảm từ từ đó.
Rồi, từ đâu rồi? Quay lại. Đây, đây là biểu diễn cho ba cái diện tích dưới đường cong của ba cái chế phẩm ABC. Mọi người thấy là cùng, thầy phải lấy ví dụ đơn giản nhất cho các em dễ hình dung là cùng paracetamol, cùng 500 mg cùng uống. Như vậy các em thấy nồng độ nó cái khoảng điều trị là đây, khoảng điều trị tức là khoảng cách giữa nồng độ tối thiểu có hiệu quả và nồng độ tối thiểu gây độc. Đấy, như vậy lý tưởng nhất là cái Cmax này nó thuộc cái khoảng điều trị như này. Đó. Thuốc nó nằm trong khoảng điều trị, mình duy trì thuốc nằm trong khoảng điều trị này là điều kiện lý tưởng. Đó. Ví dụ thuốc C thì các anh nhìn các anh thấy nó không có hiệu quả. Đấy, hiệu quả nó rất là kém, nồng độ nó chưa đạt tới cái nồng độ tối thiểu có hiệu quả mà. Đấy. Rồi, bây giờ mình qua cái khái niệm tiếp theo là sinh khả dụng tuyệt đối. Như vậy hồi nãy mình có nhắc tới sinh khả dụng rồi. Sinh khả dụng tức là thầy nói là thuốc mà mình tỷ lệ giữa thuốc vào được vòng tuần hoàn chung có hoạt tính so với lượng thuốc mà mình gọi là có thể nôm na gọi là lượng thuốc của mình sai. Đấy, thì sinh khả dụng tuyệt đối chính là tỷ lệ giữa chỉ số AUC thu được khi đưa thuốc ngoài đường tĩnh mạch so với chỉ số AUC khi đưa thuốc qua đường tĩnh mạch. Đấy. Như vậy cái chỉ số AUC này khi đưa thuốc qua đường tĩnh mạch, mọi người thấy công thức của nó này. Khi mà cái D này là liều 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 dùng, khi mà đưa thuốc qua đường đường tĩnh mạch thì cái tỷ số AUC này nó gần như là 100%, đúng không? Nó chẳng gọi là nó chẳng mất mát gì cả mà. Đấy. Đối với cái tức là một đó, cái sinh khả dụng tuyệt đối của nó khi mà dùng đường tĩnh mạch là một. Đấy. Đối với cái sinh khả dụng các thuốc mà sử dụng khác đường tiêm tĩnh mạch, như vậy thì có thể là khác đường tiêm tĩnh mạch là gì, là các dạng thuốc lỏng, thuốc dung dịch, hỗn dịch, tức là uống đó. Thì cái lúc có một lượng thuốc nhất định nó bị hao tổn từ vị trí hấp thu vào máu đó, hoặc là bị mất hoạt tính khi có ăn. Đấy. Tức là khi mà nó hấp thu từ ruột vào máu thì nó bị hao tổn đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà thuốc qua gan thì nó bị phá hủy bởi cái chuyển hóa qua gan lần đầu. Đấy. Thì nếu mà sinh khả dụng tuyệt đối, sinh khả dụng tuyệt đối là như nào thì các em có khái niệm này nhé. Sinh khả dụng tuyệt đối của một thuốc mà nó đạt trên 50% thì mình gọi là chấp nhận được. 50% là có thể chấp nhận được. Trên 80% thì tốt. Đó, tức là thuốc này nó xâm nhập vào thuốc xâm nhập vào máu xấp xỉ so với đường tĩnh mạch, đường tĩnh mạch là 50% là một. Đấy, bây giờ trên 80% là tốt rồi ha. Quá ok. Đó. Còn nếu dưới 50% thì cần phải xem lại, cần phải xem lại vì sinh khả dụng mà thấp quá thì mình phải uống một liều cao hơn để đạt được cái nồng độ thuốc mong muốn, đúng không? Ví dụ hầu uống 500 mình phải uống ngàn đó. Thỉnh thoảng mấy ông ngoài Trung Quốc bán mấy ông mấy anh chị dược cung cấp bán thuốc paracetamol, bệnh nhân uống lên ngàn, uống lên 2 đấy. Mình bữa mình học rồi mình biết là uống 2 viên là ý mẹ là đi paracetamol này paracetamol cũng không được tốt lắm. Như vậy để mà đạt nồng độ thuốc đạt được cái nồng độ thuốc mong muốn trong máu để đạt được đau đầu, để mà hạ được sốt thì thôi uống ngàn. Thuốc tốt thì mình uống 500 là nó vào được cũng khá rồi, nó đạt được rồi. Còn thuốc mà thuốc như này thì mình uống 2 viên ngàn, tức là họ cũng có lý do của họ, chưa biết họ có hiểu không nhưng họ có lý do ha. Đấy, mình qua cái khái niệm rất nhiều khái niệm ha. Các bạn thì nghĩ 90% mà cũng quên đó, nên là mọi người vừa nghe vừa nhớ lại các kiến thức mà các em được học để mà sau này làm bài tập. Tôi lát nữa mình làm bài tập tập cái nào. Bây giờ mình qua cái sinh khả dụng tương đối. Sinh khả dụng tương đối hôm nay tôi đi so với cái
cùng cái thuốc đó nhưng mà dùng đường tiến triển đó, tức là xóa một cái mà gọi tuyệt đối luôn, xóa một cái mà nó chỉ là cái sinh thể dùng nó mình biết chắc chắn nó là 100% rồi đấy. Bây giờ tương đối tức là mình so sánh giữa hai hãng với nhau đó, hai hãng này thì mình phải cùng hoạt chất, cùng lượng thuốc và cùng đường đưa thuốc đấy. Rồi như vậy mình so sánh với nhau thì mình sinh khả dụng tương đối này mình thường dùng để so sánh thuốc của một sản xuất nào đó so với thuốc đã lưu hành có uy tín trên thị trường đấy, mình so với nhau thêm xem thử nó có hai cái khái niệm nó có ok không đấy. Rồi mình có cái khái niệm tiếp theo, như vậy khái niệm về diện tích giữa đường cống, khái niệm về sinh khả dụng thì tương đối là nó cũng dễ hiểu ha, để khó hiểu. Đấy, mình có khái niệm tiếp theo là thể tích phân bổ. Với 11 thì như thế nào về thể tích phân bổ? Mời bạn Đặng Thị Huynh Mỹ hay là Huynh Mỹ? Không, bạn là có không? Dạ thôi. Các em nói Thì nghe được, chào em. Rồi em là Mỹ hay là Mỹ? dạ Mỹ này. Mỹ trả lời đi Mỹ. Dạ thưa Thì thầy, thể tích phân bố là cái sự phân bố toàn bộ các cái hiện tượng chi phối sự phân chia hoạt chất trong cơ thể. sao? Hả? Là sao Mỹ? Thì nghe đây thì chưa đủ. Dạ Là sao? Nó là cái gì? Thì là Mỹ có hiểu không? Nếu như mình có chưa hiểu thì em có thể nói chưa hiểu nó bình thường không? Chưa hiểu dạ thì dạ ý là sự phân bố thuốc ở trong cơ thể sau khi mà mình đưa thuốc vào cơ thể. sự cái sự như vậy nó là cái gì, như vậy nếu như em nói thì nó là đơn vị tính của nó là cái gì, Dạ thứ hai là thể tích. là cái gì thì là đơn vị tính cái gì, đơn vị tính lít hay là miligam hay là gì, Dạ em đang coi, em chưa coi được tới ừ hai. rồi. Vậy là em chưa hiểu đúng Dạ không? dạ Chưa hiểu. Rồi, cảm ơn Mỹ. Mời bạn là Đặng Thị Phương Thắm. Dạ thầy. Dạ. Dạ alo. Thì nghe rồi, thì nghe rõ rồi, Thắm ơi. Dạ. Cái thể tích, dạ thưa thầy, là thể tích phân bố là biểu thị một thể tích cần phải có để toàn bộ lượng thuốc được đưa vào cơ thể phân bố ở nồng độ bằng bằng nồng độ trong huyết tương ạ. Như vậy ví dụ như một thuốc mà có thể tích phân bổ là như vậy, nếu như theo như thẩm nói thì thể tích phân bổ này nó có đơn vị thể tích là ví dụ như lít đúng không? Dạ đơn vị của thể tích là lít hoặc là lít trên kg. Vì sao cái lít kg mà vì sao mà có cái hoạt đó thẩm? Dạ là ta lấy em biết em thấy trong 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 đi thấy lấy đề nhằng ép trên lấy tổng lượng thuốc đưa vào trong cơ thể là phi trên cho nồng độ thuốc trong huyết tương là CB Rồi, cảm ơn Thắm. thầy. Cảm ơn em. Không sao nha các bạn, tôi không có chấm điểm nếu như các em chưa hiểu lắm hoặc là các em chưa có nắm được lắm đâu, hoặc các em quên đâu, thì không chấm điểm đâu. Trên khi nào các bạn trả lời hay xuất sắc thì chấm điểm, thì đúng đó.
con làm nhiều như cả bàn quyến thì cả bàn gần và cả bàn quyến bình thường mà chủ yếu là trao đổi để cho mọi người nhớ, mục đích là để cho các em nhớ và các em hiểu hơn thôi, chứ không phải mục đích là để làm gì khác. Mời bạn đầu nếu đọc sai trên nhé, tại vì đây nó không có dấu đầu thì lên. Chào từ em đó ạ. Ừ, thầy nghe rõ. Chào thưa thầy, là thể tích phân bố là thể tích dịch lý thuyết trong đó thì cục một thuốc sẽ được pha loãng để tạo ra nồng độ ở trong huyết tương ạ. Đơn đơn vị thì có thể là ml. Có thể là miligam trên lít. Đơn vị là gì? Đơn vị là gì lính? Đây là đơn vị là miligam trên lít. Miligam trên lít. Oh. Miligam trên lít. Đơn vị thể tích, đơn vị miligam trên lít hả? Rồi, cảm ơn Linh. Thầy mời là Đinh Quốc Long. Dạ có em ạ. Ừ. Dạ em xin trả lời là về cái định nghĩa của cái phân phối là cũng cũng gần giống như bọn Thắm, tức là một cái thể tích một cái thể tích ít hơn một cái thể tích không có thật mà nó chứa toàn bộ cái lượng thuốc mà được đưa vào cơ thể và nó là cái có cái nồng độ bằng cái nồng độ thuốc ra huyết tương, tức là cái lượng lượng thuốc đưa vào Hết chưa? Dạ rồi ạ. Và có cái đơn vị là lít hoặc là kilo, lít trên kg. Lít trên kg, kg ở đây là cái cân Ok, nặng của Long. môn điện đó. Long Long và cả lớp cho thầy 30 giây. Bình thường thông báo đi xét nghiệm gì thì nghe xong rồi thầy gọi lại. Dạ. Đã, ok, xin mọi người như gần nhà có ông nào đó ông bị ép khống hay vi phạm rồi Lão ơi Dạ, nghe. hồi nãy thầy có nghe là lít hoặc là lít trên kg trên kg đó là sao lắm, tại sao có trên kg? Dạ, cái lít là cái thể tích mình ước lượng của cái trên kg là khi mà mình cái lít mình chia cho cái cân nặng của cái người mà mình tính. Đúng hả? Cái kg đó chính là cân nặng của cái bệnh nhân, người bình tĩnh và bệnh nhân đó. Ví dụ như bây giờ thầy hỏi thêm câu nữa cho có bạn giơ tay trên Minh Phương. Phương có ý kiến gì Phương? Giờ nhầm hả? Rồi thầy Alo, thầy nghe được không ạ? Em không bật thầy âm nghe được tĩnh rồi. từ. Dạ thì cái này nghe thấy rằng là em có ý kiến thì là tại em hiểu cái đoạn này là tức là em muốn hỏi là em theo em nghĩ là thuộc pháp thể phân bố này là, theo cái nghĩ của em là cái bình thường là thuộc sẽ gắn về thường là albumin của huyết tương thì phân bố thì khi mà thuộc đưa vào cơ thể thì một thành phần sẽ gắn vào albumin huyết tương, một thành phần để ở dạng tự do.
Thế nên em nghĩ là thể tích phân bố này là cái dạng từ gió trên vô cái dạng hàn của mình huyết tướng. Rồi, hiểu ý em rồi. Nhưng thầy có định chỉnh một tí nữa là thầy chưa giảng, thầy đang thầy hỏi rất cái thằng xét về câu trả lời của Phương thì Phương bắt đầu hiểu được bản chất của cái thể tích phân bố gì rồi đó, nhưng mà chưa đầy đủ ha. Lát nữa em nghe chú ý thì em sẽ hiểu nó sẽ một cách nó đầy đủ hơn đấy. Rồi cảm ơn Phương. Như vậy hồi nãy thầy hỏi là ví dụ như một thuốc mà nó ghi là thể tích phân bổ nó là 50 thì mình sẽ đủ số 50 đồng nghĩa là đó. Rồi thôi để cả em nãy hơn thì quay lại cái chỗ thể tích phân bổ này, lát nữa mọi người sẽ hiểu nó kỹ hơn. Thể tích phân bổ thì theo định nghĩa theo những gì mình đã được biết thì mình biết là cái khả năng khuếch tán của một thuốc thì nào đó mà vào cái tổ chức của cơ thể thì phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là hệ số phân bổ lipid và nước của thuốc đó, và thứ hai là bản chất của tổ chức mà thuốc xâm nhập đấy. Thì ngay cái chỗ hệ số phân bổ lipid của nước của thuốc thì mình có thể thấy là hồi nãy Phương nói về albumin. Ngoài albumin thì nó còn phân bổ vào những nơi ví dụ như mỡ, tổ chức mỡ của cơ thể đấy. Khi mà nó phân bổ vào đó thì mình cũng bị mất đi một lượng thuốc đấy. Như vậy thầy lấy ví dụ như các thuốc mê mà nó có chỉ số thường thì có chỉ số lipid nước cao đấy. Thì các thuốc mê mà có chỉ số lipid nước cao như này thì nó thấm được vào tế bào thần kinh đấy. Thì cái này thì các em có trong bài thuốc mê thì các em có nghe rồi đúng không? Thì vì vậy nên gì khi mà các thuốc mê mà đưa vào người béo phì thì thường cái lượng thuốc mà mình cần phải đưa sẽ cao hơn người bình thường đấy. Tại vì thuốc nó đi vào các mô mỡ của họ và khi mà quá trình hồi phục của người béo phì thì thuốc mê của người béo phì nó cũng sẽ chậm hơn tại vì thuốc ở dạng tự do như hồi nãy Phương có đề cập tới nó có tác dụng xong thì cái thuốc mà ở dạng gắn kết với albumin, gắn kết với globulin của huyết tương nó bắt đầu nó tách ra, nó chuyển qua từ dạng gắn liên kết ra dạng tự do, nó hết đường hết thì thuốc ở trong các mô mỡ nó sẽ đi ra thành dạng tự do ở trong máu nữa, và khi nào nó đi hết như vậy thì nó mới gọi là cái quá trình hồi phục của nhân béo phì mà xài thuốc mê thì nó chậm hơn. Là bởi vì vậy vì thuốc nó không chỉ có ở dạng tự do dạng gắn kết với albumin globulin của huyết tương mà còn ở trong các mô mỡ của bệnh nhân. Đấy. Cái tiếp theo, ví dụ tiếp theo là ví dụ về đối với các thuốc như là theophylline hoặc là kháng sinh gentamicin thì cái chỉ số lipid nước của thuốc là thấp, chỉ số lipid nước của thuốc là thấp. Đấy. Đó là cái ví dụ. Bây giờ mình tính cái lượng cái thể tích phân bổ của thuốc ở trong cơ thể thì mình tính như nào? Thì giống như tên gọi là mình tính tổng lượng thuốc đưa vào cơ thể và mình chia cho nồng độ thuốc ở trong huyết tương. Đấy. Bây giờ mình có cái định nghĩa của thể tích phân bổ, nó định nghĩa đó là nó biểu thị một thể tích cần phải có toàn bộ lượng thuốc được đưa vào cơ thể phân bổ ở nồng độ bằng nồng độ trong huyết tương. Điều này có nghĩa là sao? Đọc thì đọc một hồi mới hiểu được chứ cũng không phải là dễ hiểu. Có nghĩa là sao? Bây giờ các em nhìn cái mô phỏng về cái thể tích trong cơ thể như này. Đó. Cái body water. Các em nhìn cái mô phỏng ở trên slide. Đó. Như vậy thì mọi người có thể là cái tổng lượng nước ở trong cơ thể, nó có tổng lượng dịch ở trong cơ thể, nó có ở vùng ngoài bào ví dụ như là plasma huyết tương, mình có ở vùng gián bào, và ngoài bào nó có vùng ngoài bào, nó có vùng gián bào, nó có vùng nội bào là vùng có thể tích nó khá là lớn, là vùng biểu thị bằng đường màu hồng. Vùng tổng lượng ngoài vào thì nó chính là cái plasma, là cái ô trên cùng, tới cái vùng gian bào là tiếp theo, và vùng nội bào là nó vùng cao nhất ở phía dưới đó, các em thấy không? Đấy.
thì khi mà mình tới cái bước thứ hai trong sơ đồ thì mình tách ra, để tách cái vùng nội bào và vùng ngoại bào ra, nó có 28 và 14, tức là tổng cái lượng dịch trong cơ thể khoảng 42. Vậy mình tách ra vùng nội bào 28, vùng ngoại bào là 14, tách nhỏ hơn nữa thì vùng gian bào là 10 và vùng và ở huyết tương là plasma là 4 lít. Thì cái thuốc mà khi mà mình dùng thì nó sẽ đi như nào đối với các thuốc phần này nếu như các bạn không nhận thì các bạn phải ghi đó. Thì sau này ghi để mà biết, thứ nhất là biết, thứ hai là có làm có trong đề thi. Thì nhắc lại các thuốc mà có cấu trúc phân tử lớn như là heparin, thì ví dụ mình cái lượng thuốc là 100 mg, thì cái nồng độ thuốc là 100 mg/4, tại vì nó mắc kẹt ở vùng huyết tương 4 lít, hiểu nhá. Đấy, đến các thuốc mà gọi là cấu trúc phân tử nó nhỏ hơn, thì khối lượng phân tử của nó nhỏ hơn, nhưng mà nó kỳ nước, như vậy thì cấu trúc phân tử nhỏ, nó thấm nước, như vậy thì nó sẽ đi vào được cái vùng gian bào, đó, nó đi vào được vùng gian bào, đúng không? Như vậy cái thể tích phân bổ của nó chính là thể tích phân bổ huyết tương 4 lít cộng với thể tích gian bào là 10 lít, như vậy nó là 4 lít, đúng không? Không qua được màng tế bào để vào được tế bào nhé, tại vì nó thấm nước, đấy. Cái nhóm thuốc tiếp theo đó là nhóm khối lượng phân tử thấp, mang nó kỳ nước. Như vậy một trong những yêu cầu để nó qua được màng tế bào, thuốc qua được màng tế bào là nó phải kỳ nước, đúng không? Đấy. Thì nó đi qua được màng tế bào, nó vào được bên trong của tế bào, vào được vùng nội bào. Như vậy thì các thuốc này thì cái thể tích phân bổ như nào, mình có thể coi nó là 42 lít, đúng không? Có thể coi nó là 42 lít. Như vậy thì câu hỏi, như vậy các em có thể hiểu sơ qua cái thể tích phân bổ rồi, nó có số 4 đối với nhóm thuốc như nào, nó có số 10 đối với nhóm thuốc như nào, nó có số 42 đối với nhóm thuốc như nào, hồi nãy như thầy nói. Tuy nhiên trên thực tế khi mà em nhìn vào cái thể tích phân bổ của các thuốc, thầy lấy ví dụ như này. Được rồi. Khi mà các em nhìn vào cái bảng thể tích phân bổ của thuốc, mọi người đợi thầy chút xíu nha. Thầy lấy cái tài liệu có cái bảng phân bổ của thuốc, thì mọi người sẽ thấy là có một số thuốc cái thể tích phân bổ nó hơn 1.000 luôn, nó tới 1.000 mấy, thì con số đó nó có nghĩa là sao? Đấy. Tạm thời tìm chưa ra. Đấy. Tạm thời tìm chưa ra. Nó nằm trong nó có nằm trong đề thi. Có năm phần đó, nó có nằm trong đề thi. Rồi, như vậy mình cả từ hình dung. Như vậy thì bây giờ nãy giờ thầy giải thích thì cả em sẽ nói là như vậy thuốc đó có một số nhóm thuốc thì thể tích phân bổ của nó chính là 4 lít. Có những thuốc thể tích phân bổ nó là 14 nếu nó qua được cái gian bào. Có nhóm thuốc thì thể tích phân bổ nó vào được nội bào thì nó là 42. Đấy. Tuy nhiên thì khi mà nhìn vào danh sách cái thể tích phân bổ của các thuốc có thể lên tới 1.000, có thể lên tới 2.000, có thể lên tới 4.000. Đó. Cái con số đó nó biểu diễn, nó chứng tỏ là thuốc đó nó đi vào trong các đi vào trong thành phần lipid của cơ thể, đi vào các mô mỡ của cơ thể. Thì thể tích phân bổ nó chính là cái đó, nó có thực không? Nó không có thực, tại vì thể tích trong dịch trong người mình không thể lên tới mấy ngàn được, nhưng thể tích phân bổ của thuốc thì nó lên tới mấy ngàn. Đó là chứng tỏ là bởi vì mình trừ lui cái mình tính luôn cả cái lượng thuốc mà nó trộn nó trong mô mỡ, thì đó chính là cái khái niệm mà cái lượng cái thể tích phân bổ nó biểu diễn đấy. Thì cái công thức mà tính thể phân bổ hồi nãy thầy có đưa, bây giờ ý nghĩa của thể tích phân bổ nó cho mình biết được cái gì. Thể tích phân bổ là một đại lượng nó khá là cố định cho từng thuốc, vậy thì nó có trong sách chuyên khảo
tức là mỗi thuốc có một thể tích phân bổ, khi mà dùng một cái đường dùng thì nó có thể tích phân bổ nhất định của nó. Như vậy nó có, đó là một con số nó có là tốt nước rồi trong các tài liệu. Như vậy nếu mình có thể tích phân bổ cho nước thì mình có thể tính được cái liều lượng thuốc cần đưa vào để đạt được một nồng độ CP nào đó trong máu. Về công thức của nó thì các em có thể nhìn thấy trên này. Mình để biết được thể tích phân bổ và cái chất nước thì mình có thể tính được liều lượng thuốc để mà đạt được nồng độ đó trong máu. Về công thức này nó cũng không có gì khó hiểu đúng không? Cái lượng thuốc thì bằng thể tích phân bổ nhân với nồng độ. Bây giờ các em muốn thuốc nó đạt nồng độ CP, nồng độ nào đó CP trong máu, rồi bệnh nhân lại các em thấy là cái nồng độ đạt điều trị thuốc ở trong máu đó thì bệnh nhân nó đang thấp. Bây giờ mình muốn hơn, mình muốn cái liều lượng đó mình xài liều bao nhiêu thì mình nhân với cái thể tích phân bổ thuốc. Rồi chia cho sinh khả dụng đúng không? Chứ không thể cái nào nó cũng vào trong máu nó có hoạt tính đều như nhau. Đấy. Đó là khái niệm thể tích phân bổ. Bạn nào có câu hỏi về khái niệm đó nữa không? Các bạn nào còn thắc mắc thì có thể hỏi. Các bạn mà không còn thắc mắc thì làm cho thầy cái bài tập nhỏ ở đây. Bài tập nhỏ ở đây. Vậy thôi, nhưng mà giúp cho mọi người nhớ. Còn bạn nào thắc mắc về thể tích phân bổ thì hỏi nhé. Nghĩa là nó là một cái đài lượng không có thực, nó chỉ là một con số tương trứng thôi. Thứ nhất, nó có ý nghĩa thứ nhất là mình biết, nếu mà biết được một cái thể, nhìn một thể tích phân bổ, mình có thể đoán sơ được cái thuốc đó nó sẽ đi đâu. Vào cơ thể nó sẽ đi đâu và nó ở đâu. Cái thứ hai là mình tìm được cái liều như này này. Đấy. Các em xem các em đã có hiểu chưa? Có bạn thì nói là thể tích trong người mình sau lên tới ngàn được. Là bởi vì hồi nãy tôi giải thích đó. Ví dụ như các em bệnh nhân dùng thuốc xong. Bệnh nhân dùng thuốc xong thì gan 89 là theophylline chẳng hạn, thì các em lấy mẫu của bệnh nhân, các em thấy nồng độ thuốc nó bằng tương đó thì mình mới bất ngờ, tại vì cái lượng thuốc mình đưa vào trong này, nếu như mình chia cho 42, số lần nhất chia cho 42 thì mình thấy lượng cái nồng độ thuốc khổng lồ luôn, đúng không đó. Tuy nhiên thì mình phải biết được là thuốc đó nó ở trong mỡ của bệnh nhân nữa đó. Nên mình phải chia cho cái thể tích phân bổ ảo đó để mình ra cái nồng độ thuốc có trong máu. Rồi, mọi người thử tập làm cái bài trên sơ lại của đây. Nó có hỏi thì hỏi nha. Rồi, như vậy cái đề này là người ta cho thể tích phân bổ digoxin. Digoxin là thuốc gì các em biết rồi ha. Chưa biết thì nãy giờ cũng phải tìm hiểu rồi. Là 7 lít trên 1 kg. Như vậy mình tính liều digoxin cần đưa vào digoxin cần đưa vào tính mật để đạt được điều trị trong máu là 1 microgram trên lít. Đấy, chính là cái bài toán của mình.
Như vậy các em thích dioxin rồi đúng không? Khoảng trị liệu, khoảng cách trị liệu của nó rất là hẹp. Và thuốc có thể gây ngừng tim nếu như sai quá liều. Về nồng độ thuốc là một cái mình cũng rất là chú ý, rất là quan tâm tới nó. Thì bây giờ nồng độ đặt, nồng độ trong máu là khoảng 1 microgram trên lít. Như vậy mình xử lý cái này như nào? Cái liều cần được thuốc mình sẽ đưa như nào? Bao nhiêu? Đó, đây là những câu hỏi mà sau này các em làm các em sẽ có gặp phải đó. Có bạn thì sẽ hỏi các dược sĩ lâm sàng để coi xin họ tư vấn. Có bạn thì nó sẽ đi tư tính được. Hiện tại thì thể đa số họ cũng các bác sĩ họ cũng tính được thì nó không có khó. Rồi thế nào đây các bạn? Áp dụng công thức thôi. Mời Hoàng Uyển My. Dạ thưa thầy, là mình áp dụng công thức là D là bằng VD nhân TP chia F. Thì ở đây em đổi đơn vị là khi do cái nồng độ điều trị trong máu là 1 microgram trên lít, em đổi sang đơn vị là gram trên lít là bằng 1 nhân 10 mũ trừ 6. Nên để em dùng công thức là 7 nhân cho 10 mũ trừ 6 trên sinh cả dùng là 100% vi tiêm vào đường tĩnh mạch. Nên đáp án là bằng 7 nhân 10 mũ trừ 6 gram. 7 nhân 10 mũ trừ 6 gram. Đơn vị là gì? Đơn vị là gram thôi. Dạ. Gám thôi thầy. Vì nếu như vô tiêm dùng cho bệnh nhân thì bệnh nhân nào em cũng làm 7 nhân 11 6 ấy. Dạ em đổi ra thầy. Mình đổi ra đơn vị thì gám. Đó thì là ví dụ như thầy bây giờ là 80 kg, phương nó khoảng trên minh phương nó khoảng 50 kg. Vậy thầy và phương em sai chúng là 7 nhân 11 6 gám đó. Trong bài toán như này. Dạ, đúng không? Trường hợp này hiểu vấn đề á. Hả? Trường hợp này em hiểu, em nghĩ như này. À, mình phải hiểu chỉnh theo cân nặng của bệnh nhân, gram trên kg á. Ừ, đúng rồi. Tại vì em bỏ sót đơn vị mà. Nó là 7 lít trên kg chứ không phải là 7 lít, hiểu không? Dạ dạ. Đó, à như vậy em cho anh tính em bị bỏ sót đơn vị. Như vậy đơn vị cuối cùng nó chính là gram hoặc là microgram trên kg. Thực ra mình cũng không cần đổi qua gram đâu. Mình chỉ cần lấy 7 lít trên kg thì là cái thể tích phân bổ. Mình nhân với cái nồng độ là 1 microgram trên lít. Nó là sẽ là 7 microgram trên kg. Như vậy nếu như các bệnh nhân mà tùy theo độ nặng, cân nặng mình sẽ nhân lên để mình tính. Đúng không? Dạ hiểu ạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn My. Như vậy mình thấy cái ứng dụng của nó ha. Bây giờ thầy sẽ share cho mọi người một cái slide để mọi người có cái cảm cái thầy muốn truyền slide đó, nó cũng còn không có nhiều thông tin. Tuy nhiên cái thầy muốn truyền đạt đó là mọi người sẽ có được cái cảm giác là nhiều thuốc cái thể tích phân bổ nó vẫn kinh khủng lắm, chứ không phải đơn vị bình thường, nó đơn vị lên tới hàng ngàn. Đó. Vậy các anh thấy là ví dụ một số thuốc như là cá biệt ví dụ như amiodarone nó có thể lên tới cái thể tích phân bổ nó có thể lên tới 4 lần. Đó. Thấy ghê chưa? Đó. Đó. Chloroquine 9 ngàn. Thể tích đâu ra nhiều vậy? Đó. Bởi vì mình dùng lượng thuốc lớn mà cái nồng độ thuốc trong máu nó nhỏ thôi, đơn giản là như vậy thôi. Đó. Thì mình sẽ suy nghĩ là bây giờ mình cái lượng thuốc mình chia cho thể tích và nồng độ, nhưng lo cái thể tích giả của nó mình phải đặt nó là khoảng để nó phù hợp với cái nồng độ thuốc của nó trong máu đó. Nhưng nó không phải nồng độ thật đó. Như vậy các chỉ số này nó có sẵn cả mà. tức là mỗi thuốc thì cái chỉ số thể tích phân bổ này nó cố định, tại vì nó có cái đặc tính, cái cấu đầu tiên là cái cấu trúc hóa học của thuốc. Hồi nãy thầy giải thích đó, thuốc mà phân tử lớn thì như nào, thuốc phân khối lượng phân tử nhỏ và thân nước kỳ nước thì nó là sao đó. Hy vọng các em hiểu rõ hơn về cái đại lượng thể tích phân bổ nhất.
cái bài tập vì sao thầy nói cái bài tập bình thường thì các em phải lập được một cái hồi nãy thầy nói lệnh cảnh, tức là thì để thầy xem lại các em có cần phải học không phải không đó, thì mình phải lập, các em phải vẽ được một cái đồ thị như này này, các em mới tính toán ra được hết tất cả cái các thông số của việc đồng học. Rồi thôi mà kệ nó để sau. Như vậy hy vọng mọi người hiểu hơn, có cái nhìn khác hơn về thể tích phân bố, nó không phải là cái gì đó nó quá là mơ hồ nữa. Rồi bây giờ mình qua cái thông số tiếp theo, đó là độ thân thải của thuốc. Như vậy cái này chắc là các em dễ hiểu hơn ha. Độ thân thải của thuốc, như vậy cái clearance đấy, nó viết tắt là CL clearance, như vậy nó biểu thị khả năng của một cơ quan nào đó của cơ thể, mà thường nói đừng nói về độ thân về thải thuốc, đào thải thuốc thì mình biết ngay là gan và thận thôi, còn ai nữa, đa số như vậy tức là qua mồ hôi qua da có, nhưng mà chủ yếu vẫn là gan và thận. Biểu thị cái khả năng cơ quan nào đó lọc sạch ra khỏi huyết tương, lọc sạch thuốc qua ra khỏi huyết tương. Khi mà máu tuần hoàn qua cơ quan đó, khi mà máu tuần hoàn đi qua cơ quan đó, như vậy mình tính theo đơn vị là millilit trên phút, tức là một phút thì lọc được bao nhiêu? Đấy, một phút là lọc được bao nhiêu thuốc, lọc sạch được thuốc ra khỏi huyết tương đó. Như vậy mình tính nó, đó là cái định nghĩa. Bây giờ công thức tính nó như nào? Thức để mình tính nó như nào? Đầu tiên mình có thể tính cái độ thân thải này, cái độ thân thải của thuốc là từ cái tốc độ thải trừ thuốc qua nước tiểu, từ cái tốc độ thải trừ thuốc qua nước tiểu. Cụ thể là sao? Như vậy các em nhìn lên trên, nó hơi phức tạp, ngoằn ngoèo. Nó bao gồm một số cái như là độ thân thải của thuốc, rồi nồng độ thuốc dạng con hoạt tính trong nước tiểu, thể tích nước tiểu trong vòng 1 phút. Nhưng mà cả suy nghĩ lại em thấy là hoàn toàn hợp lý. Như vậy thì mình lấy nồng độ thuốc con hoạt tính ở trong nước tiểu, mình nhân với thể tích của nước tiểu, đúng không? Mình nhân thể tích nước tiểu thì mình ra cái lượng thuốc con hoạt tính. Sau đó mình chia cho cái nồng độ thuốc ở dạng con hoạt tính trong huyết tương, chia cho nồng độ thuốc ở dạng con hoạt tính trong huyết tương. Nhưng mà tin cho các em đó là thầy cũng nói luôn đó là trong phần thi thì trong phần thi của lớp y khoa thì nó không có cái, nó không bắt buộc phải tính cái này, tuy nhiên thì các bạn nào mà có nhưng mà các em cũng phải nắm được cái khái niệm cơ bản. Các bạn nào mà muốn tính toán hay là có nhà hứng thì có thể liên hệ thầy để trao đổi nhiều hơn ha. Nhưng cái này thì có này, cái này thì các em phải nắm như vậy cái tính dựa trên cái tốc độ thải trừ thuốc qua nước tiểu, tại vì nó rườm ra, đơn giản nó rườm ra, nó khó áp dụng trên thực tế thôi. Bây giờ mình từ liều lượng và diện tích chuyển. Rồi, như vậy đó là nội dung hai bài sáng nay mình tìm hiểu ha. Hy vọng các em thu nhận được những kiến thức cần thiết và cảm thấy hứng thú. Bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn, hoặc là trong quá trình đi thực tập, trong quá trình đi học và sau này đi làm mà muốn trao đổi ha, thì cứ nếu muốn thì cứ liên lạc với thầy qua email hay là qua tin nhắn hay bất kỳ cái gì ha, để mình trao đổi.
Rồi, thôi sáng nay mình dừng lại đấy, thầy sẽ chuyển bài giảng qua cho các em, ha? Cho các bạn lớp trưởng liên lạc với thầy nhé, qua email cũng được, hoặc là qua tin nhắn điện thoại gì được khác.